Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 đón Tết 2024 âm lịch, ấm no, giàu sang, sung sướng, đón Tết linh đình, tiền vàng nhất, chật két. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, được bề trên ban phúc, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có, đón Tết 2024 âm lịch giàu sang phú quý. Hai tay dâng hưởng lộc nhà, đôi vầng ánh nguyệt hiện lên màu hồng, cả năm gia đạo thành công, tâm tình hòa hợp cảm thông sự đời, sinh thời lộc phước muôn nơi, phúc đền số hưởng được thời vươn xa. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Canh Tuất sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Canh Tuất hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Canh Tuất phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác tuổi Canh Tuất đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Canh Tuất không được dễ dàng làm mấy. Canh Tuất thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Canh Tuất hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Canh Tuất những điều bất như ý cô bác nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Canh Tuất hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Canh Tuất đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Canh Tuất. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Canh Tuất nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Canh Tuất thay đổi, thì thái độ của Canh Tuất cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Canh Tuất sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Canh Tuất chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác Canh Tuất thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Canh Tuất có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về tới. Nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Những người tuổi Canh Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ là những người vị tha, luôn sẵn sàng che chở, an ủi, động viên người khác. Tính cách gắn liền với người tuổi Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, dũng cảm, cần cù, hiếu học, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân, không chú trọng đến tiền bạc nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật, mâu thuẫn đối lập nhau, trong bất kỳ việc gì họ vẫn vừa có thể thực hiện lý tưởng vừa có thể thu hoạch lợi ích vật chất. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, họ là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tuy nhiên những đức tính này chỉ là phần phụ, cái chính là sự hào phóng tốt bụng, hay quan tâm giúp đỡ người khác ở họ. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề, chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc.
Người sinh năm Tuất nói chung là người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trương nghĩa, ngay thẳng, chân thành, không cố làm ra vẻ ta đây. Rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế người tuổi Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc gọi điện thoại cầu cứu người tuổi Tuất. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ, thì họ liền hết sức giúp đỡ không chút do dự. Có lúc người tuổi Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân. Người tuổi Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Giống như người tuổi Dần, khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ sẽ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Đương nhiên là người tuổi Tuất có lòng nhân ái hơn người tuổi Dần. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ, đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy tuổi Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Trước khi nhận lời giúp đỡ người khác, tuổi Canh Tuất sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ cân nhắc, không phải là xem xét đến lợi ích của mình, mà là cân nhắc kỹ lưỡng đối phương liệu có thực sự cần sự giúp đỡ từ họ. Bởi có những người thường ỷ lại, dựa dẫm quá nhiều vào tuổi Tuất mà không có tinh thần tự lập. Tuổi Canh Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy kẻ yếu bị chèn ép, bắt nạt. Họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuổi Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thù hằn bất kỳ ai. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều ước mơ hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Có lẽ đối với họ không có gì quan trọng bằng danh dự và những phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy tuổi Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Tuổi Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực. Trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra tuổi Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Tuổi Tuất là những người thích giao tiếp, kết bạn, bởi vậy họ có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng một khi có ai đó cố tình làm tổn hại danh dự của họ và những người thân trong gia đình, tuổi Tuất sẵn sàng đáp trả một cách dữ dội. Mọi người xung quanh tin tưởng và khâm phục vào trực giác của tuổi Tuất. Trước những khó khăn, nguy hiểm, người này luôn đưa ra những lời khuyên chính xác, đúng đắn và những lời cảnh báo cho mọi người đề phòng. Nhờ vào con mắt tinh tế của mình, tuổi Tuất có thể phán đoán được tính cách, suy nghĩ của người khác. Điều đó giúp họ kết bạn được với những người cùng chung chí hướng, tránh xa những người mưu mô xảo quyệt. Nếu quan sát tuổi Tuất khi giao tiếp, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Những người này biết cách thu hút dẫn dắt người khác vào câu chuyện của mình. Họ từ tốn để chỗ cho những sự tinh tế, chứ không bao giờ to tiếng, gào thét trước mặt ai đó. Hơn nữa những lý lẽ mà tuổi Tuất đưa ra luôn khiến người khác bị rung động, thuyết phục. Phần lớn nam giới tuổi Canh Tuất đều có tinh lực dồi dào, cho dù họ gặp phải những việc vượt quá khả năng. Hay khi có cơ hội, họ đều rất giỏi trong việc đưa ra các biện pháp quyết định thông qua ý kiến của bản thân. Họ còn có thể dự kiến được bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm gì, vì thế họ rất mong muốn vượt hơn hẳn người khác. Họ thường giấu kín hoài bão ở trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Yếu điểm của nam giới tuổi Tuất là ít nhẫn nại. Trong phương diện tình cảm thì không giống với người tuổi Ngọ, tuổi Dần, khi rơi vào mối tình nồng cháy. Họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm chăm sóc người yêu. Nam giới tuổi Tuất đặc biệt không dễ tin người, tuy nhiên một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành. Nam giới tuổi Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên điểm yếu lớn nhất của người tuổi Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào,
Dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Tuất vượt qua gian nan thử thách. Phụ nữ tuổi Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý tin tưởng, mọi người luôn luôn có thể trông đợi ở người tuổi Tuất khi cần sự giúp đỡ, đặc biệt là khi điều đó có nghĩa là họ sẽ học hỏi được điều mới và sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho người cộng sự. Các nhà tuyển dụng xem họ như là những nhân viên đáng giá, bởi vì họ là người đáng tin cậy, có trách nhiệm và có thể tin tưởng được. Họ vừa có thể làm một nhà lãnh đạo tốt, vừa có thể là một nhân viên giỏi, vì họ hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác. Người tuổi Canh Tuất là người biết kiềm chế mình, điều này khiến họ luôn đạt được thành công trong các công việc như cố vấn, nhà tâm lý hoặc mục sư. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Trong 12 con giáp, không một tuổi nào có được sự trung thành và đáng tin cậy như người tuổi Tuất, đó là những người luôn đề cao chữ tín, tận tụy với nhiệm vụ được giao, và vì vậy mà họ được rất nhiều người tôn trọng quý mến. Họ thường cư xử với mọi người rất đúng mực, sống chân thành, hết mình vì bạn bè, đồng nghiệp. Sự cần cù và nỗ lực trong công việc của họ được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp của họ rất thuận buồm xuôi gió. Trong công việc, họ luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Điều này giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như tránh được sai sót không đáng có. Dù biết lắng nghe, nhưng không ít người tuổi Tuất có tinh thần tự lập cũng như khả năng làm việc độc lập rất cao. Chính vì vậy họ có thể đứng vững trên đôi chân của mình bằng ý chí, sức lực và tài năng. Họ ít khi chịu chấp nhận phụ thuộc hay tụt hậu so với người khác. Ngoài ra, với lòng chính trực, tinh thần trượng nghĩa, sẵn sàng đấu tranh với mọi bất công, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, họ có thể gánh vác những công việc khó khăn cho tập thể hay cộng đồng. Những người tuổi Tuất thường được tôn trọng ở bất cứ chỗ làm nào. Nếu biết phát huy ưu điểm trên và không ngừng phấn đấu, thì con đường sự nghiệp của họ sẽ luôn rộng mở. Tuy nhiên, cuộc sống của người tuổi Tuất không hề ổn định. Tuổi thơ trải qua nhiều nỗi buồn, tuổi thanh niên cũng có rắc rối và gặp phải nhiều khó khăn. Tuổi trung niên khá hơn một chút, nhưng bạn không hề có một chút rảnh rỗi, bởi vì bạn có quá nhiều việc phải làm. Tuổi già có cuộc sống khá phẳng lặng, nhưng bạn vẫn cảm thấy không vui lắm, bởi vì lúc nào cũng nghĩ rằng mình còn có nhiều việc chưa làm xong, còn thường xuyên cảm thấy hối hận vì những việc đã qua. Tuy nhiên, do bạn rất chân thành với mọi người, nên bạn bè thân thiết đối xử với bạn rất tốt. Đương nhiên, những người tuổi Tuất sinh vào ban ngày sống tương đối phẳng lặng và vui vẻ hơn, cũng dễ thỏa mãn với mọi điều hơn. Có thể môi trường đã quyết định một phần nhất định đến cuộc đời con người. Mặc dù không thể nói đường tài vận của bạn là thông suốt, nhưng do sự cần cù, nỗ lực nên bạn cũng có thể đạt được một lượng tiền tài nhất định. Ngoài ra, trong làm ăn, khi hợp tác với người khác phải thận trọng, tốt nhất không nên nóng vội. Chi tiền phải cẩn thận, đừng vì sự tận tụy trung thành của mình mà quên mất phòng bị. Bạn cần biết rằng trên thương trường rất khó có bạn tốt. Người tuổi Canh Tuất hiểu được giá trị đồng tiền, nên tuyệt đối không coi nhẹ đồng tiền. Chính vì quan điểm này mà họ chấp nhận một cuộc sống khó khăn, gian khổ hơn người khác rất nhiều. Thế nhưng bạn lại là con người sống vì tình cảm, có nghĩa khí, nên thường bị kẻ thứ ba xen vào, làm liên lụy đến mình. Trong chốc lát có thể mất toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm. Vì thế khi có người vay tiền thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới cho vay. Bạn không thích vay mượn tiền của người khác, bởi vì bạn có lòng tự ái cao mà có xu hướng tự giải quyết một mình. Vì thế nếu gặp thất bại mà không có cơ hội thì cần ghi nhớ là sẽ rất khó nhờ mọi người giúp đỡ. Tư tưởng trọng nghĩa khí xem thường tiền bạc của phương Đông đã dần mất đi. Thêm vào đó, bạn phải hiểu là Thượng Đế chỉ giúp đỡ những người tự cứu mình. Vì thế khi không giúp đỡ được cho người khác thì cũng đừng trách mình và cảm thấy không yên. Sự trung thành, nhiệt tình của tuổi Tuất luôn được đề cao và đáng trân trọng. Người khác hoàn toàn có thể tin tưởng, bổ nhiệm họ vào những vị trí quan trọng mà không lo sợ bị phản bội, lừa gạt. Khi nhận một trọng trách nào đó, tuổi Tuất cố gắng hoàn thành tốt nhất để khiến người khác hài lòng về mình. Với sự thông minh, hoạt bát và hiểu biết sâu rộng, tuổi Canh Tuất phù hợp với nhiều công việc, ngành nghề trong những lĩnh vực của cuộc sống. Họ có thể trở thành một kỹ sư tài ba, nhà nghiên cứu khoa học hay một chuyên viên sửa chữa máy móc,
lòng trung thành của tuổi Tuất đáng được tuyên dương, ngợi ca nhất trong số 12 con giáp, họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định, họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình vì bất cứ điều gì. Có nhiều quan niệm cho rằng, người tuổi Tuất sinh vào ban ngày sẽ có cuộc sống thuận lợi, sung sướng hơn những người sinh vào ban đêm. Mặc dù vậy, sự cố gắng, phấn đấu và nỗ lực của mỗi cá nhân mới là yếu tố quan trọng quyết định lên vận mệnh của mỗi người. Nếu có ý chí quyết tâm, kiên cường vượt qua khó khăn, thì sớm muộn tuổi Tuất cũng sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Từ thuở nhỏ, tuổi Tuất đã phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ hiểu được mục tiêu trong cuộc sống của mình và luôn có ý chí cố gắng phấn đấu. Những người này giỏi kiếm tiền và ít khi chi tiêu quá hoang phí. Tuy nhiên, do lòng nhân hậu và tin người, tuổi Tuất dễ bị kẻ xấu lợi dụng về tài chính. Tuổi Tuất là những người sống rất thẳng thắn, vì vậy họ không muốn phải vay mượn ai quá lâu. Mỗi lần thấy người khác gặp khó khăn, họ đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ, nhưng cũng có lần sự giúp đỡ đó vượt quá giới hạn của tuổi Tuất khiến họ chỉ biết bất lực và tự trách bản thân mình. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch tuổi Canh Tuất 1970. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Theo thuyết ngũ hành, mệnh kim của tuổi Canh Tuất tương khắc với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, thiên can canh gặp giáp, tương xung, địa chi Tuất gặp Thìn tương xung. Nhìn chung năm 2024 này, vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 sẽ có nhiều cơ hội và cả thử thách. Ở độ tuổi về hưu này, mệnh chủ tốt nhất nên duy trì những công việc ổn định, đúng sở thích, sở trường, không mưu cầu tham vọng nhiều thì được an yên, thảnh thơi. Xét tổng quan, năm Giáp Thìn đối với Canh Tuất nam và nữ mạng không có nhiều lo toan, áp lực nếu mệnh chủ làm việc cẩn trọng, hài lòng với hiện tại. Bên cạnh đó, quý ông Canh Tuất nên giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng thì sẽ thực hiện được các dự định ấp ủ. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Canh Tuất có sao La Hầu chiếu mệnh, đây là hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về thị phi, phiền muộn. Sao La Hầu ảnh hưởng với tuổi Canh Tuất có tính cách hiếu thắng, nóng vội, còn nếu mệnh chủ luôn sống lương thiện, đức độ, tránh xa thị phi thì không cần phải lo lắng. Luôn có kế hoạch đề ra, chú ý đến giấy tờ hợp đồng thì sẽ tránh được phiền phức, mọi dự định mong muốn được thực hiện đạt kết quả như ý. Đối với nữ mạng, năm 2024 nữ mạng tuổi Canh Tuất có sao Kế Đô chiếu mệnh, trong hệ thống cửu diệu niên hạn, sao Kế Đô là hung tinh chủ về thị phi, hao tiền. Nữ giới gặp sao Kế Đô nếu giữ cho tinh thần tích cực, làm việc tử tế, phúc đức, hiền lành thì sẽ giảm nhẹ được vận hạn. Năm nay nữ mạng Canh Tuất cần kiểm soát bản thân, dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói, làm việc cẩn trọng, không bốc đồng, luôn có sự tính toán kỹ lưỡng thì sẽ tránh được tổn thất. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp hạn tam kheo, chủ về chân tay, đau mắt, do đó bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình. Đi lại đường xa phải cẩn thận an toàn cho bản thân, muốn giảm được tác động xấu của hạn này, Canh Tuất nam mạng nên thăm khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình hình. Mệnh chủ nên duy trì những thói quen tốt để cải thiện tinh thần và thể chất, càng bớt mong cầu, sống đơn giản thì càng hạnh phúc bình an. Đối với nữ mạng, năm gặp hạn thiên tinh, vận hạn này chủ về sức khỏe, kiện cáo, để giảm trừ những ảnh hưởng xấu của hạn này, mệnh chủ nên chú ý cẩn thận khi ký kết giấy tờ, hợp đồng, đọc thật kỹ các điều khoản tránh nhầm lẫn. Về sức khỏe thì nên chăm sóc đường ruột thật tốt, ăn uống điều độ, cung cấp thực phẩm lành mạnh cho cơ thể thì sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, phòng trừ bệnh tật. 3. Vận niên. Vận niên 2024 của tuổi Canh Tuất nam và nữ mạng là dương thảo ngạn, có nghĩa là dê bên bờ cỏ, được tận hưởng món cỏ non yêu thích rất thoải mái. Điều này báo hiệu cuộc sống của mệnh chủ năm này sẽ an vui, gia đạo an vui hạnh phúc, công việc thu về tài lộc tốt. Năm 2024, nam và nữ mạng tuổi Canh Tuất nên dành sự ưu tiên cho gia đình và sức khỏe nhiều hơn, khi có nhiều thời gian và sức khỏe để tự do làm điều mình thích, sum vầy cùng gia đình. Nam và nữ mạng tuổi 1970 sẽ có thêm nhiều niềm vui, cuộc sống hậu vận được bình yên. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất 1970, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Canh Tuất có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành. Thời điểm Tết 2024 âm lịch là thời điểm có nhiều cát tinh hội tụ, cơ hội đến với bạn tới tấp, chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay. Trước hết nhờ có tam hợp xuất hiện phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng. Kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao,
Vừa ra Tết khi mọi người ham ăn chơi hưởng thụ, bạn đã có thể tập trung vào mục tiêu mà mình đã vạch ra từ trước đó. Đồng thời các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường thăng tiến. Nguyệt lệnh lâm quan đới cũng là dấu hiệu chứng tỏ, chỉ cần bạn bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt gặt hái thành công, tài lộc cũng chảy vào túi của con giáp này ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường, nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác, bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại. Tử vi tuổi Canh Tuất âm lịch thấy rằng, với người làm công lương, thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng. Và những lời tán dương, cấp trên không ngại thưởng cho một nhân viên tốt như bản mệnh. Phương diện tình cảm nhìn chung hài hòa, ấm áp, người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới. Nhờ những thành tích tốt trong công việc, cũng như phong thái tự tin nhiệt tình, bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã lập gia đình bạn có thể quá tập trung cho sự nghiệp, nên đôi khi ít dành thời gian cho gia đình, nhưng may mà người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Canh Tuất 1970, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 âm lịch nhận thấy, ngay vào thời điểm đầu năm mới, sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất đã có những bước tiến đáng kể, dù làm trong lĩnh vực nào đi nữa. Bạn cũng có cơ hội gặt hái được thành công, cốt là bạn cố gắng hết sức, không ngại làm việc khi mọi người xung quanh vẫn còn ham vui chơi do ảnh hưởng của dư âm Tết. Bản mệnh là người tài năng, có kinh nghiệm phong phú trong công việc, bạn nên nhiệt tình nhận những nhiệm vụ khó và phát huy hết tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ gây ấn tượng được với cấp trên, chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Tất nhiên trong quá trình làm việc khó tránh khỏi khó khăn, nhưng bạn đừng vì thế mà chán nản, bỏ cuộc, hãy coi đó là thử thách để rèn luyện và chứng minh bản thân. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ, người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới, bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể dẫn dắt mọi người vượt qua được khó khăn, truyền động lực để cả tập thể cùng tiến bộ vươn lên. Tuy nhiên bạn nên lắng nghe cấp dưới của mình nhiều hơn, không nên quá độc đoán, chuyên quyền, gây áp lực không đáng có cho người khác. Dù đầu năm là khoảng thời gian tốt lành để bản mệnh phát triển sự nghiệp, nhưng không ai có thể gặp được thuận lợi mọi bề. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhằm lúc bạn chủ quan, lơ là để tìm cách gây khó dễ hoặc cướp công của bạn, khiến công việc đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bạn không nên lấy đó làm muộn phiền, bất an, lo lắng. Chỉ cần nhắc nhở bản thân tập trung vào nhiệm vụ, tránh tham gia vào các vụ thị phi, tranh chấp thì đâu khác có đó, không ai có thể phủ nhận thành tích của bạn. Xét phương diện tài lộc tuổi Canh Tuất 1970, Tết 2024 âm lịch. Có thể Tết 2024 âm lịch này là thời điểm hốt vàng, hốt bạc của người tuổi Canh Tuất, báo hiệu một năm với nhiều may mắn thịnh vượng. Bạn có thể bắt vào guồng quay nhanh chóng, tìm ra xu thế của thị trường nên có cơ hội vượt lên trên đối thủ, khẳng định vị thế của bản thân. Cục diện tam hợp đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn, người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác. Thời điểm này, bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng, đối phương không những muốn hợp tác lâu dài với bạn mà còn sẵn lòng giới thiệu thêm cho bạn những mối khách hàng mới. Người làm ăn buôn bán nắm bắt được nhu cầu chi tiêu, mua sắm của thị trường trước và sau Tết nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Dù có thể bạn sẽ vất vả một chút, song túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được ngay vào thời điểm đi làm sau Tết có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc. Bạn có thể nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều e ngại, nếu hoàn thành xuất sắc sẽ được chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh, bạn chớ nên quá nóng vội trong việc làm giàu, vì như vậy dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Hãy phân tích hai mặt lợi và hại của công việc thật rõ ràng trước khi quyết định có bắt tay vào đầu tư, kinh doanh hay không. Xét phương diện tình duyên tuổi Canh Tuất 1970, Tết 2024 âm lịch. Nam và nữ mạng tuổi Canh Tuất 1970, sống tình cảm nhưng kín kẽ, ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Bởi vậy, anh chị tuổi Canh Tuất trong gia đình là người ít nói, nghiêm khắc nhưng hành xử rất đúng đắn và mẫu mực. Năm 2024, gia đạo của anh chị tuổi Canh Tuất êm ấm, hòa hợp, hạn chế sự nóng giận, biết lắng nghe và động viên sẽ giải quyết được những xung đột mâu thuẫn trong gia đình. Sự thấu hiểu, chia sẻ của nam và nữ mạng Canh Tuất với người bạn đời, con cháu sẽ giúp các thành viên đồng cảm, gắn kết với nhau hơn.
Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách dài hạn trong năm để cô bác có một năm mới bình an may mắn. 1. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá, thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. 2. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng, điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa thắp hương cửa Phật, điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, đầu năm mới người Việt có phong tục chọn người hợp tuổi đến xông nhà để cầu may mắn, tốt lành. Theo đó, vị khách đầu tiên đến chúc Tết sau thời khắc giao thừa là người xông nhà, vận khí của người này sẽ quyết định đến thành công, may mắn của gia chủ trong năm đó. Trong 12 con giáp, tuổi Canh Tuất nằm trong mối quan hệ tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất và nhị hợp, Tuất, Mão khi chọn người hợp tuổi xông nhà. Tuổi Tuất 1970 nên ưu tiên những người thuộc tuổi Dần, Ngọ và Mão, ngoài ra có thể chọn người mệnh Thổ tới xông nhà cũng rất tốt. Cụ thể, năm 2024 gia chủ tuổi Canh Tuất có thể mời khách đến xông nhà có những tuổi sau đây sẽ mang đến may mắn: Ất Mão 1975, Bính Dần 1986, Canh Ngọ 1990, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999, Nhâm Ngọ 2002. Người đến xông nhà đầu năm không phân biệt là nam hay nữ, miễn sao là người hợp tuổi, sống hiền lành, tốt bụng, đức độ thì sẽ giúp gia chủ được hưởng phúc khí và bản thân người đó cũng vậy. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Mùng 1 Tết âm lịch 2024, gia chủ Canh Tuất nên xuất hành về hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Các khung giờ hoàng đạo để khởi hành, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tị 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, thưa quý vị, khi đến tuổi trung niên thì con người sẽ phải chịu nhiều áp lực tài chính lớn, nuôi cha mẹ già, nuôi con nhỏ. Đây là những áp lực càng đến gần thời điểm khó khăn về tài chính này, thì chúng ta cần lên kế hoạch cẩn thận và tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết. Hãy nuôi dưỡng sở thích thay vì sống trong vô minh. Khi đến tuổi trung niên, nhiều người tập trung vào cuộc sống công việc, gia đình mà bỏ qua đi những nhu cầu tinh thần của bản thân mình. Ngày qua ngày thì họ cứ sống mất cân bằng, trở nên suy sụp, không có nơi giải tỏa. Việc nuôi dưỡng sở thích chính là cách giải tỏa căng thẳng cực kỳ tốt. Sở thích có thể cho phép chúng ta đắm mình vào thế giới riêng trong một thời gian ngắn, mà chẳng cần phải lo lắng về những thăng trầm bên ngoài. Nuôi dưỡng tinh thần ở đây như là thú vui câu cá, chạy bộ, đọc sách, ngồi thiền. Người trung niên không chỉ đảm bảo cho sức khỏe thể chất mà còn phải đảm bảo cho sức khỏe tinh thần, có thế mới đối mặt với cuộc sống sống tốt đẹp hơn. Lập kế hoạch ngân sách của bạn một cách hợp lý. Khi đến tuổi trung niên thì con người sẽ phải chịu nhiều áp lực tài chính lớn, nuôi cha mẹ già, nuôi con nhỏ. Đây là những áp lực càng đến gần thời điểm khó khăn về tài chính này, thì chúng ta cần lên kế hoạch cẩn thận và tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết và tránh tham dự những cuộc tụ tập không có ý nghĩa. Khi đến tuổi trung niên,
Mọi người nên hiểu việc kiềm chế ham muốn còn quan trọng hơn là nuông chiều chúng. Hãy học cách tiết kiệm, để khi cuộc sống rủi ro trong tương lai, thì chúng ta sẽ có đủ dũng khí đối mặt với nó. Hãy điều chỉnh tâm lý thay vì để bản thân suy sụp. Người trung niên cũng phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đó chính là sự thay đổi về tâm lý. Rõ ràng là tôi cảm thấy mình chưa già đi hoàn toàn, nhưng sự xuất hiện không ngừng của thế hệ trẻ và thời đại luôn thay đổi khiến tôi cảm thấy bản thân như bị tách khỏi xã hội. Xã hội tuy có khủng hoảng nhưng cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội. Thời gian lấy đi tuổi trẻ của chúng ta và cho chúng ta những trải nghiệm sâu sắc khác. Khi tìm được vị trí của bản thân và phát huy lợi thế của mình thì chúng ta mới có thể an toàn vượt qua những rắc rối giữa cuộc đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.